Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã mở lại phiên xử sơ thẩm vụ tranh chấp bất động sản lớn nhất Quảng Nam Đà Nẵng vào ngày 28 tháng 11 năm 2019. Theo đơn công ty cổ phần Bách Đạt An kiện công ty cổ phần đầu tư Hoàng Nhất Nam, năm 2016, Bách Đạt An được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam giao đầu tư gần 20 hectare khu đô thị 7B mở rộng là khu đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc để đổi lấy thi công hạ tầng đường giao thông. Nhằm huy động vốn đầu tư, Bách Đạt An ký hợp đồng với Hoàng Nhất Nam khai thác dự án 7B mở rộng. Bách Đạt An cho rằng đối tác vi phạm việc bán hàng, tự ý thu tiền nên chấm dứt hợp đồng, dẫn đến khách hàng điêu đứng vì mua 373 lô đất 7B mở rộng của Bách Đạt An thông qua đơn vị môi giới Hoàng Nhất Nam. Tại tòa, Bách Đạt An đề nghị hội đồng xét xử cho chấm dứt hợp đồng với Hoàng Nhất Nam, thu hồi toàn bộ lô đất đối tác đã bán và buộc bồi thường 10,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hoàng Nhất Nam cũng có đơn phản tố Bách Đạt An, cho rằng không vi phạm bán hàng với các căn cứ bán hàng được sự thống nhất của Bách Đạt An, tuân thủ đầy đủ các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng đã ký, kể cả việc thu tiền. Và hiện Hoàng Nhất Nam đã chuyển cho Bách Đạt An 99 tỷ đồng, tương đương 93% giá trị hợp đồng. Trong khi đó, theo kết luận của Thanh tra Sở Xây dựng Quảng Nam vào tháng 3 năm 2019, dự án 7B mở rộng chưa được cấp văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, nên Bách Đạt An vi phạm cam kết về tính hợp pháp nêu trong hợp đồng. Do đó, Hoàng Nhất Nam phản tố, đề nghị Hội đồng xét xử yêu cầu Bách Đạt An tiếp tục hợp đồng, đồng thời yêu cầu Bách Đạt An chịu phạt hợp đồng do chậm tiến độ dự án. Đây là phiên tòa đầu tiên trong vụ tranh chấp bất động sản lớn nhất Quảng Nam Đà Nẵng từ trước đến nay với ba hợp đồng của Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam, để lại hậu quả hơn 1.000 khách hàng đã mua hơn 1.100 lô đất. Trong đó, dự án 7B mở rộng đang nêu trong ngày xét xử, có đến hơn 300 khách hàng đóng vai trò người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Trước đó, phiên xử ngày 15 tháng 11 đã hoãn do nguyên đơn vắng mặt. Lúc này, hàng trăm người đã náo loạn Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng.